liên quan đến vụ việc trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt mắng chửi, dọa có dao trong cặp và đánh học sinh mà báo chí đăng tải, ngày 30 tháng 10, điều đình với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ 33, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn xác minh thông tin phản ánh của báo chí về vụ việc. Theo Đại tá Lương, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, vào tối qua ngày 29 tháng 10, Phòng 33 Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã đến địa chỉ của Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt tại tầng 3 khu ký túc xá trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Qua xác minh, bước đầu Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Trung tâm Tâm Việt đã không còn ở địa chỉ nói trên mà đã chuyển trụ sở về Đông Anh, Hà Nội từ ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, kể cả khi trung tâm đã chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì đơn vị vẫn nối tiếp làm rõ rệt những phản ánh về việc mắng chửi, đe dọa trẻ cũng như việc cơ sở vật chất không đủ điều kiện chăm sóc các cháu. Khi có thành quả cụ thể, đơn vị sẽ có biện pháp xử lý. Trước đó, ngày 29 tháng 10, báo chí phản ánh về việc trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt xảy ra sự việc giáo viên có những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức với học viên là các em nhỏ bị tự kỷ tại đây. Ngoài việc mắng chửi, đe dọa, một nữ giáo viên còn ném bóng vào mặt một bé nhỏ gái trong giờ luyện tập tung hướng bóng. Tại phòng tập ném bóng, khi một học sinh nữ là trẻ tự kỷ không chịu tập, N.T.T.G.1992, giáo viên Tâm Việt, ném bóng liên tục, chỉ tay vào mặt em và hét lên, đùa với bố mày đấy à. Trong túi xách bao giờ cũng có dao đấy nhé. Trong giờ ăn, khi một em học sinh không nghe lời, người nấu bếp dùng đũa đánh liên tục vào em khiến học sinh này khóc trong kinh hoảng loạn. Giáo viên ở đây cũng thừa nhận, đào tạo trẻ lớn huấn luyện trẻ bé nhỏ hơn. Có những em học sinh chỉ dẫn các gamer thủ khác, chuẩn bị đánh, tát vào mặt nếu em bé nhỏ đó không chịu tập luyện.